tai nạn các bạn ơi. Một chiếc xe có vẻ như là ban con ngã tư, hai chiếc xe chạm vào nhau này. Còn thấy không? Ủa chú á, bị sao không chú? Ồ ghê quá. Này ban con nó dính miếng. Tới rồi đó, thì có vẻ như là chắc là va chạm hai chiều rồi, ngay ngã tư nè, chắc là băng qua rồi bị thôi. Đang lấy lời khai nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đang lấy lời khai này. Rồi sẽ bắn hiện trường lại.